Hồng Phượng xin thay mặt ban biên tập gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới quý vị khán giả đang theo dõi chương trình hôm nay. Kính thưa quý vị thân mến, dân gian xưa vẫn thường nói, ở đời có gì cũng được, trừ có bệnh. Không có gì cũng được, trừ không có tiền. Thiếu gì cũng được, trừ thiếu sức khỏe. Sức khỏe không phải là tất cả, nhưng không có sức khỏe sẽ chẳng có thứ gì. Chúng tôi rất vui khi được làm một chương trình ý nghĩa giúp lan tỏa những kiến thức sức khỏe hữu ích tới cộng đồng mỗi ngày. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chính có trong chương trình hôm nay. Diễn viên Trung Quốc 59 tuổi, da vẫn trắng mịn như gái xuân, bí quyết nhờ một đồ uống buổi sáng và hai cách ăn trứng gà. Kính chào quý cô bác và chị em đang theo dõi video của kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ. Kính thưa quý cô bác và chị em thân mến, trong ngành điện ảnh và truyền hình Trung Quốc có một nữ diễn viên được mệnh danh là nữ hoàng màn ảnh hay hoa của trời. Đó là Trương Mạn Ngọc, mỹ nhân nổi tiếng sở hữu khuôn mặt tròn, làn da trắng mịn, đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ. Trong những năm 90 của thế kỷ trước, Trương Mạn Ngọc trở thành minh tinh ăn khách. Cô đã xuất hiện trong hơn 80 bộ phim, từng đoạt 5 giải thưởng điện ảnh Hồng Kông và 4 giải Kim Mã Đài Loan. Năm 2004, khi đang ở đỉnh cao thì Trương Mạn Ngọc lại đột ngột tuyên bố giải nghệ trước sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Vào ngày 20 tháng 9 vừa qua, mỹ nhân Hồng Kông bất ngờ trở lại với đoàn phim ngắn do chính mình sản xuất, gửi lời chào tới cư dân mạng. Đã lâu không gặp, mọi thứ với tôi đều ổn, tôi yêu bản thân mình, còn bạn thì sao? Trương Mạn Ngọc cho biết, sau nhiều năm thay đổi, cuối cùng cô cũng hiểu cách yêu bản thân hơn. Thông qua đoạn phim ngắn, khán giả rất bất ngờ và dành nhiều lời khen cho nhan sắc tuổi 59 đầy tươi trẻ của Trương Mạn Ngọc. Ở tuổi này, cô trông vô cùng giàu sức sống, đáng khen nhất là làn da căng mịn, trắng hồng cùng với vóc dáng cân đối đáng mơ ước. Trương Mạn Ngọc chia sẻ, trước kia, mỗi ngày tôi đều bận rộn nên không để ý đến việc yêu bản thân mình. May mắn thay, bây giờ vẫn chưa muộn. Muốn chăm sóc bản thân tốt thì cần có thời gian để phát triển và đòi hỏi sự chăm sóc tốt từ trong ra ngoài. Bây giờ, bất cứ khi nào có thời gian dành, tôi đều dành để chăm sóc chính mình. Đặc biệt, mỹ nhân Trung Quốc này cũng tiết lộ 3 thói quen ăn uống độc đáo sau đây, cũng chính là bí quyết giúp cô nổi tiếng là người đẹp không tuổi. Bí quyết thứ nhất, không bao giờ bỏ qua một thức uống mỗi sáng. Từng chia sẻ về bí quyết trẻ lâu, Trương Mạn Ngọc cho biết bản thân luôn tránh ăn các đồ chiên rán nhiều gia vị. Đặc biệt, cô luôn uống một cốc nước muối ấm vào mỗi buổi sáng. Theo mỹ nhân xứ Trung thì thức uống này giúp cô làm sạch ruột, mà khi ruột khỏe, không có độc tố thì cân nặng sẽ được ổn định, da rẻ cũng trở nên mịn căng, trắng hồng. Bên cạnh đó, trong nước muối pha loãng cũng có chứa nhiều thành phần có khả năng làm đẹp và ngăn ngừa mụn mọc hiệu quả. Chưa kể, hoạt chất kẽm trong dung dịch muối loãng còn có công dụng kích thích quá trình tái tạo da, làm mờ sẹo và vết thâm. Thậm chí, nước muối pha loãng còn có khả năng giúp cơ thể tăng cường quá trình hấp thu dưỡng chất, hạn chế sự hấp thụ chất béo của cơ thể, nhờ đó giúp giảm cân, tiêu mỡ tốt hơn. Mỡ thừa ở vùng bắp tay, bắp chân, bụng, đùi cũng sẽ được đốt cháy nhanh hơn. Chia sẻ về lợi ích của nước muối ấm, huấn luyện viên yoga Tang Yuexin, Trung Quốc khẳng định, uống nước muối ấm để làm sạch ruột là một phương pháp làm sạch cơ thể trong yoga. Về cách uống nước muối đúng và mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể thì vị chuyên gia này khuyên rằng vào buổi sáng, mọi người nên thêm một ít muối vào cốc nước ấm, sau đó ngậm nước muối ấm trong miệng và uống xuống từng ngụm lớn. Tuy nhiên, huấn luyện viên yoga Tang Yuexin cũng khuyến cáo rằng mọi người không nên uống nước muối thường xuyên mà hãy thiết lập lịch giảm cân với nước muối theo tần suất như sau. Uống liên tục 7 ngày, tạm ngưng 5 ngày, sau đó mới bắt đầu uống lại thì hiệu quả giảm cân, đốt mỡ sẽ tốt hơn. Đồng thời, để quá trình đốt mỡ diễn ra nhanh chóng hơn thì trong quá trình uống nước muối ấm, cô bác và chị em cũng nên vận động nhẹ nhàng khoảng từ 15 cho tới 20 phút mỗi ngày. Còn đối với những người cao huyết áp và có bệnh thận thì không nên thử áp dụng cách uống nước muối ấm để tránh làm bệnh trầm trọng thêm. Ngoài nước muối loãng ra, Trương Mạn Ngọc còn uống 3 cốc sữa mỗi ngày để vừa bổ sung lượng canxi cần thiết cho cơ thể, vừa tạo cảm giác no lâu, từ đó hạn chế lượng calo nạp vào cơ thể, tránh được việc tăng cân không mong muốn. Thứ hai, áp dụng 2 bí quyết ăn trứng gà. Trương Mạn Ngọc từng chia sẻ rằng chăm sóc da là điều mà cô làm mỗi ngày. Sau khi thử nhiều phương pháp chăm sóc da khác nhau, cô cảm thấy yêu thích nhất là phương pháp làm đẹp bằng trứng. Nàng mỹ nhân từng tiết lộ rằng bản thân có 2 cách ăn trứng dưỡng da, đó là ăn trứng luộc và ăn trứng ngâm giấm.
Đầu tiên, đối với món trứng luộc thì Trương Mạn Ngọc thường chế biến bằng cách cho trứng vào nước sôi đun khoảng 3 phút cho đến khi lòng trắng trứng chín hoàn toàn và lòng đỏ chín một nửa thì sẽ ăn được. Trương Mạn Ngọc từng cho biết, nửa năm sau khi ăn trứng luộc theo cách này, làn da của cô trở nên trắng sáng và mịn màng hơn thấy rõ. Theo các chuyên gia về dinh dưỡng, sở dĩ trứng có khả năng làm trẻ hóa, mịn màng làn da là do trứng có thể cung cấp lượng protein cao cấp cần thiết cho cơ thể, từ đó giúp đẩy nhanh quá trình sản xuất collagen, làm tăng sự đàn hồi và trắng sáng cho làn da. Ngoài ăn trứng gà luộc thì mỹ nhân họ Trương còn đắp mặt nạ bằng lòng trắng trứng gà từ 2 đến 3 lần một tuần, mỗi lần đắp khoảng từ 3 đến 5 phút. Đối với phương pháp đắp trứng dưỡng da này thì Trương Mạn Ngọc cũng lưu ý mọi người rằng sau khi đắp mặt nạ phải luôn rửa mặt trước khi lòng trắng trứng khô kiệt để làn da được căng mịn và không bị mất nước. Ngoài trứng luộc thì ăn trứng ngâm giấm cũng là một bí quyết làm đẹp ưa thích của người đẹp Trung Quốc. Kể về cách làm món trứng ngâm giấm, Trương Mạn Ngọc cho biết sau khi rửa sạch, phơi khô, cô sẽ ngâm trứng trong khoảng 500ml giấm trong khoảng 1 tháng. Lúc này, vỏ trứng đã tan hoàn toàn trong giấm, nên mọi người đã có thể múc một thìa nhỏ giấm cho vào nước, đun sôi và uống hàng ngày để nhanh chóng có được làn da mịn màng, ít mụn và thanh tú hơn. Diva Thanh Lam U60 vẫn trẻ trung như thời con gái nhờ làm 3 việc này mỗi ngày. Kính thưa quý cô bác và chị em thân mến, mới đây, việc Diva Thanh Lam đăng tải hình ảnh trẻ trung bên hai cháu ngoại đã khiến nhiều người sửng sốt. Không ai tin nổi, ở tuổi 55, chồng Diva vẫn trẻ đẹp như thời còn con gái. Chia sẻ về bí quyết trẻ lâu của mình, Thanh Lam cho biết mình không tin vào những lời quảng cáo làm đẹp có cánh mà chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn. Thay vào đó, nữ Diva đã lựa chọn phương pháp xây dựng và duy trì những thói quen lành mạnh để vừa tốt cho sức khỏe, vừa giữ gìn được nhan sắc trẻ trung, quyến rũ. Nhìn chung, bí quyết trẻ lâu của Diva Thanh Lam đều là những thói quen rất đơn giản, vừa không tốn kém lại vô cùng dễ dàng thực hiện. Và phần tiếp theo của video hôm nay sẽ tiết lộ tới quý cô bác và chị em 3 trong số những bí quyết dưỡng nhan, dưỡng sinh của nữ Diva U60 này. Bí quyết thứ nhất, ăn khoai lang. Thanh Lam nổi tiếng là một người phụ nữ khéo tay. Nữ Diva có thể nấu mọi món ăn từ đơn giản cho đến cầu kỳ. Ngoài việc tự nấu ăn tại nhà, tránh xa hàng quán, nữ ca sĩ Thanh Lam còn chú trọng việc lựa chọn thực phẩm lành mạnh. Và khoai lang là món ăn không thể thiếu trong thực đơn hàng ngày của nữ Diva. Theo các chuyên gia về sức khỏe thì chỉ có khoảng 2% tinh bột trong khoai lang là chất làm đầy mà cơ thể của chúng ta không thể tiêu hóa và hấp thụ. Đặc biệt, việc ăn các thực phẩm có chứa tinh bột kháng như khoai lang cũng sẽ làm gia tăng việc đốt cháy chất béo của cơ thể sau mỗi bữa ăn. Tinh bột kháng cũng có khả năng thúc đẩy cơ thể tạo ra nhiều hormone kích thích no lâu hơn, từ đó ngăn ngừa việc ăn quá nhiều và tăng cân không mong muốn. Do đó, việc ăn khoai lang được xem là lựa chọn số 1 về tinh bột cho những người muốn giảm béo. Không những thế, khoai lang còn rất giàu vitamin C, A, đều là những vitamin góp phần thúc đẩy sản xuất collagen, giúp ngăn ngừa lão hóa, duy trì độ đàn hồi của da và làm cho da trông trẻ trung hơn. Ngoài vitamin A và C, khoai lang còn rất giàu vitamin E, giúp cô bác và chị em nhanh chóng sở hữu làn da căng mịn, mướt hoàn hảo. Có thể thấy, thói quen ăn khoai lang đều đặn chính là cách giúp ngăn ngừa lão hóa da, duy trì độ đàn hồi của da cực kỳ hiệu quả. Bí quyết thứ hai, ngồi thiền. Ngoài giờ làm việc, Diva Thanh Lam rất thích ngồi thiền, một bộ môn giúp rèn luyện cả tâm trí lẫn thể chất một cách toàn diện. Các chuyên gia về sức khỏe đều thừa nhận rằng việc ngồi thiền đem lại rất nhiều lợi ích cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Cụ thể, ngồi thiền đúng cách sẽ giúp chúng ta xây dựng được kỹ năng quản lý căng thẳng, giảm cảm xúc tiêu cực, tăng trí tưởng tượng và sáng tạo, tăng tính kiên nhẫn, đồng thời giúp ổn định nhịp tim, hạ huyết áp và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Có thể nói, ngồi thiền đúng cách là một cách chữa lành cho chị em phụ nữ từ trong ra ngoài. Do đó, nếu cô bác và chị em muốn trẻ lâu thì thực sự nên rèn luyện thói quen ngồi thiền định mỗi ngày. Và bí quyết thứ ba, đi ngủ sớm. Diva Thanh Lam chia sẻ, hàng ngày, nữ ca sĩ đều cố gắng đi ngủ sớm để giữ cho mình một vẻ ngoài luôn tươi tắn. Bởi vì theo cô, đi ngủ sớm đem lại rất nhiều công dụng cho sức khỏe như làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, tim mạch, đồng thời giúp cải thiện trí nhớ và cải thiện tâm trạng, từ đó giúp cho cơ thể luôn tràn đầy năng lượng. Ngoài ra, thói quen đi ngủ sớm cũng có tác dụng làm tăng cường hệ miễn dịch, giảm lo lắng, căng thẳng.
Đây là điều rất quan trọng giúp chị em cân bằng cuộc sống và giữ cho thần sắc luôn trẻ trung hơn tuổi thật. Chưa kể, việc đi ngủ sớm còn giúp cho làn da của cô bác, chị em có cơ hội được nghỉ ngơi, sửa chữa và phục hồi sức khỏe làn da, nhờ đó khiến cho da luôn căng tràn sức sống. Vậy là video hôm nay của kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ đã đem đến cho quý cô bác và chị em khá nhiều kiến thức bổ ích về việc chăm sóc làn da, đẩy lùi lão hóa và duy trì sức khỏe. Hy vọng qua video này, cô bác và chị em sẽ biết cách chăm chút cho sức khỏe và nhan sắc của bản thân để trở nên trẻ trung, xinh đẹp hơn. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác và chị em ở những video lần sau.